Bây giờ xin mời Trọng Phúc cùng với chị Thanh Thủy. Đây, chú hỗ trợ cho hai cháu ha, mua tiền sách vở ha, tiền học ha, không nhiều nhưng mà nó cũng ý nghĩa con nha, cố gắng nha. Rồi, nha con, mua sách vở nha, hỗ trợ cho con nha, gắng học nha, nha tiền gắng học nha con. Ừ. Đây, cô gửi con, cô gửi con, cô gửi con, gắng lên, cô gửi con. Rồi, cảm ơn tình cảm của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc cùng với chị Thanh Thủy ha. Thưa quý vị, có một mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh ra, đó là chị Thanh, giám đốc công ty Cơn Mưa Nhỏ, sẽ tặng cho bạn Tuyền 10 triệu, tặng cho bạn Tâm 5 triệu và tặng cho bạn Hạnh 5 triệu. Mời chị, chị không phải là cơn mưa nhỏ mà cơn mưa lớn luôn á. Mời chị Thanh. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả. Giải ba là đội đang có thời gian cao nhất sẽ nhận được 15 triệu đồng. Giải nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Và giải nhất có thời gian thấp nhất sẽ bước vào rút logo của máy ấm gia đình Việt. Đội về ba, thời gian cao nhất là 9 phút 40 giây. Đội về nhì, thời gian là 9 phút 34 giây. Đội về nhất là 9 phút 22 giây. Chúng ta chỉ hơn nhau về giây thôi. Đội về ba sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đội về ba 15 triệu đồng thuộc về đội của em Tuyền. Chú cũng rất tiếc. Đúng ra là sự nỗ lực của con sẽ có nhiều hơn nữa, nhưng mà không sao. Chú nghĩ rằng là rồi đến lúc nào đó con sẽ gặp may mắn hơn Tuyền ha. Con cảm nhận thế nào hả Tuyền? Dạ con kể nhỏ về chơi. Con rất là cảm ơn khi mà được tham gia cái chương trình này, rất là ý nghĩa. Và chơi những trò chơi rất là vui. Và có lẫn chút mà hồi hộp, vừa run mà vừa hơi sợ. Đội về nhất trong ngày hôm nay còn lại em Tâm và em Hạnh. Đội được giải nhất trong ngày hôm nay đó chính là đội bạn Hạnh. Chúc mừng. Thưa quý vị, đội bạn Hạnh sẽ là đội về nhất trong ngày hôm nay. Đội của ba mẹ con đang gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy là bạn Tâm sẽ nhận được 20 triệu đồng. Chúc mừng. Chị cảm giác thế nào hả? Dạ em rất là vui. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn các nhà tài trợ để ủng hộ cho mẹ con em. Bây giờ Tâm và bà sẽ nhận được 20 triệu đồng. Bà thấy sao bà? Cảm ơn chương trình giúp đỡ hai bà cháu. Hồi nãy Tâm nói là Tâm chưa có xe đạp đi đúng không? Rồi chú Quỳnh Lên sẽ tặng con chiếc xe đạp luôn. Dạ, con cảm ơn. Mình có 20 triệu, mình cất tiền đó để mình đóng tiền học. Rồi chúc mừng con. Bây giờ thì sẽ có những mạnh thường quân sẽ tiếp tục tặng những phần quà cho con. Đầu tiên thì xin mời các mạnh thường quân ạ. Mời em. Xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào hai nghệ sĩ cũng như các gia đình. Thì khi mà biết được cái hoàn cảnh khó khăn của các gia đình thì bản thân em cảm thấy rất là xúc động. Chính vì thế thì hôm nay em đại diện cho fanpage cộng đồng Diên Khánh cùng với bạn Việt Luân cũng có những món quà gửi đến cho các gia đình. Hy vọng đây sẽ là nguồn động lực để cho các hộ gia đình vượt qua được khó khăn. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục phát triển để có thể lan tỏa cái tình yêu thương này đến với khắp mọi miền Tổ quốc. Thì cũng nhân dịp này thì fanpage cộng đồng Diên Khánh có mang theo những chiếc áo là món quà kỷ niệm cho anh Quyền Linh, các nghệ sĩ và cũng các gia đình.
Đây có thể xem là những tình cảm, cái món quà kỷ niệm để cho các nghệ sĩ và các gia đình. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời ở quê hương Diên Khánh. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cộng đồng Diên Khánh rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, em đến từ khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, là một đơn vị đang kinh doanh trên lĩnh vực du lịch tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay cũng rất là hân hạnh được đến đây để có thể tận mắt chứng kiến quá trình ghi hình của một chương trình rất rất là ý nghĩa. Thì hôm nay đến đây, khách sạn Yasaka cũng có một phần quà nhỏ để tặng cho các gia đình. Ngoài phần quà nhỏ cho các gia đình thì khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang cũng có một món quà về tinh thần. Thì mọi người cũng biết là các hoàn cảnh gia đình ở đây thì cơm áo gạo tiền thì không nghĩ cũng đã không đủ rồi, không gì nghĩ đến là vấn đề du lịch. Thì hôm nay khách sạn Yasaka cũng có một cái phần quà, đó là kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, để mọi người có cơ hội được trải nghiệm du lịch. Thì khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang rất rất là hân hạnh được phục vụ và đón tiếp ba gia đình ở đây. Như vậy là hôm nay các bạn đã có những món quà, không chỉ có về mặt hiền kim mà nghỉ dưỡng nữa. Mời cộng đồng Diên Khánh cùng với khách sạn Yasaka. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các mạnh thường quân chúng ta. Cảm ơn các bạn. Đó là những phần quà đầu tiên. Bây giờ xin mời Trọng Phúc cùng với chị Thanh Thủy. Đây, chú hỗ trợ cho hai cháu ha, mua tiền sách vở, ha, tiền học. Ha. Không nhiều nhưng mà nó cũng ý nghĩa nha con, nha. Cố gắng nha. Rồi, nha con. Mua sách vở nha, hỗ trợ cho con nha. Gắn học nha. Nha, tiền gắn học nha con. Ừ. Đây, cô gửi con. Cô gửi con. Cô gửi con. Đáng lên. Cô gửi con. Rồi, cảm ơn tình cảm của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc cùng với chị Thanh Thủy ha. Thưa quý vị, có một mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Đó là chị Thanh, giám đốc công ty Cơn Mưa Nhỏ, sẽ tặng cho bạn Tuyền 10 triệu. Tặng cho bạn Tâm 5 triệu. Và tặng cho bạn Hạnh 5 triệu. Mời chị không phải là cơn mưa nhỏ mà cơn mưa lớn luôn á. Mời chị Thanh. Rồi, chú Quyền Linh thấy cũng chưa đủ nữa, thấy không? Chưa đủ nữa. Cảm ơn chị Thanh. Chị nói gì đi Thanh? Cũng mong tất cả các mạnh thường quân là cùng có chia sẻ đến với những hoàn cảnh khó khăn. Mình chỉ mong là lan rộng khắp cả đất nước. Dạ. Cảm ơn chị Thanh nha. Dạ. Rồi xin mời các mạnh thường quân lên tiếp. Nhà máy tôn Mỹ Hạnh Bình Định, công ty Ngọc Huệ, công ty Khánh Huy Bình Định, nhà máy tôn Cảnh Trang, công ty ống gió Nha Trang, nhà máy tôn Đức Hiền Cam Ranh, nhà máy tôn Bảo Điền Bình Định. Tặng tới tấp luôn. Anh Ngọc Huệ có gửi cho Quỳ Linh 5 triệu. Một chút Quỳ Linh chia cho ba đứa. Cảm ơn các mạnh thường quân từ mọi nơi về đây. Còn nữa, tôi thấy chưa đủ. Anh Thành, anh tặng cho anh Thành, anh tặng cho Tuyền 5 triệu. Tâm 5 triệu. Hạnh đấy hồi rút logo.
Vô anh Thành. Rồi. Anh Thành bạn tôi. Rồi. Chưa, còn nữa. Chú Huệ tặng đi chú Huệ. Cảm ơn Huệ nha. Còn nữa. Bây giờ chú Quyền Linh sẽ tặng cho mỗi đứa 5 triệu. Ngon lành ha. Tổng cộng cũng khá khá rồi ha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho ngày hôm nay. Duyên Khánh dễ kiếm tiền quá. Chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng cho cả ba đội. Cảm ơn các mạnh thường quân. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo đội thắng cuộc bước vào vòng đặc biệt rút logo của mái ấm gia đình Việt. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình.